Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Triệu Vi bắt đầu bị phong sát. Tối muộn ngày 26 tháng 8, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao khi tên của Triệu Vi chính thức bị loại khỏi phần diễn viên trong những tác phẩm như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì. Ngày 25 tháng 8, có thông tin cho rằng, Toàn bộ phim ảnh của Triệu Vi sắp bị gỡ bỏ vĩnh viễn sau khi đài truyền hình đã gửi đi công văn yêu cầu xóa toàn bộ các sản phẩm phim ảnh lẫn sâu có Triệu Vi tham gia. Thông tin này lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc, chỉ sau một ngày kể từ khi thông tin này được chia sẻ, tối ngày 26 tháng 8. Cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện tên của Triệu Vi trong nhiều tác phẩm truyền hình cô từng tham gia như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Mẹ Hổ Bố Mèo bất ngờ biến mất trên nền tảng chiếu phim quy quy mà không hề báo trước với bộ phim điện ảnh họa bì danh sách diễn viên của phim cũng không còn bóng dáng triệu vi việc loại bỏ khỏi các tác phẩm đồng nghĩa với dấu chấm hết cho sự nghiệp của một diễn viên các sâu truyền hình có sự góp mặt của triệu vi cũng chịu cảnh tương tự khi bị xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội những dự án điện ảnh sắp tới của nữ diễn viên cũng khó ra mắt không chỉ vậy trên mạng xã hội một số đồng nghiệp của triệu vi như huỳnh hiểu minh và dương tử cũng đồng loạt xóa bỏ những nội dung có liên quan tới nữ diễn viên cộng đồng mạng lập tức bàn tán sôi sục và cho rằng nữ diễn viên đang phải chịu sự phong sát đúng như những lời đồn đại trước đó. Việc bị xếp vào danh sách nghệ sĩ có vết nhơ thực sự đang ảnh hưởng tới sự nghiệp của Triệu Vi. Ngay sau khi học trò Trương Chiết Hạn bị tẩy chay và chỉ trích vì thiếu hiểu biết chính trị vào trung tuần tháng 8 năm 2021, danh tiếng của Triệu Vi cũng bị ảnh hưởng. Tạp chí Heo Trung Quốc bất ngờ tuyên bố xóa bỏ toàn bộ hình ảnh trang bìa của Triệu Vi trên số tháng 9 năm 2021. Cô cũng không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện hay lên tiếng bình luận về vụ việc kể từ khi học trò bị tẩy chay. Theo quy quy, én nhỏ hiện là nghệ sĩ có mặt trong danh sách đen của giới quản lý văn hóa Trung Quốc. Trong quá khứ, Triệu Vi đã từng đối mặt với không ít lùm xùm, trong đó có việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lập công ty ma, lũng đoạn thị trường chứng khoán bị kiện tụng kéo dài suốt 5 năm nay. Tháng 4 vừa rồi, cổ phần của Triệu Vi tại ba công ty lớn cũng bị đóng băng do nữ diễn viên bị điều tra tài chính. Tháng 3 năm 2021, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc ra dự thảo luật cho lĩnh vực phát thanh, điện ảnh và truyền hình. Theo đó, giới chức quyết định siết chặt hoạt động quản lý nghệ sĩ nhằm hạn chế nghệ sĩ tai tiếng, thanh lọc làng giải trí. Theo họ, hành vi của một nghệ sĩ không chỉ liên quan đến tác phẩm họ góp mặt mà còn tác động đến xã hội. Nghệ sĩ giỏi có đạo đức sẽ truyền lại phẩm chất nghệ thuật của mình cho cư dân mạng, trong khi nghệ sĩ xấu sẽ chỉ tạo ra những năng lượng tiêu cực cho cộng đồng mạng và vô hình đẩy họ phát triển theo chiều hướng xấu ngô diệp phàm trịnh sảng trương chiết hạn đều đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh phong sát việc truy quét nghệ sĩ có vết nhơ trong môi trường mạng là bước đầu tiên mà giới chức trung quốc muốn thực hiện trong chiến dịch thanh lọc làng giải trí có quy mô lớn mi vân theo quy quy